mật cỏ săn tâm kỳ đã dần hiện rõ màu xanh. Cỏ được trồng ở săn tâm kỳ thuộc giống cỏ lá kim. Cỏ này mang đến điều kiện tốt hơn cho các cầu thủ thi đấu. Đặc tính nổi trội của cỏ lá kim là có độ cứng và ma sát, giúp các cầu thủ dễ dàng xử lý bóng theo ý mong muốn. Hiện tại, các công nhân đang chăm sóc rất tỉ mỉ. Khi hoàn thiện, chắc chắn mặt cỏ săn tâm kỳ rất đẹp và đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Ngồi săn cỏ, các hạng mục đầu tư của dự án nâng cấp cải tạo sân vận động Tâm Kỳ và nhà ở cho vận động viên đã dần hiển lộ. Cầu thang, lan can, sảnh chính và các lối ra của khán đài A đã hoàn tất. Nhà thầu đã đổ bê tông nền khán đài CD, vệ sinh khán đài B và xong việc cải tạo các nhà vệ sinh, sơn lại tường, các nền khán đài, các mương nước xung quanh sân bóng, hệ thống thoát nước mặt sân, hệ thống tưới nước tự động, hai đường chạy đường kinh đã hoàn thành. Theo ông Quỳnh Xuân Sơn, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư tỉnh nói, chủ đầu tư đã tổ chức nhiều cuộc họp, gần nhất là buổi họp giao ban công trình vào ngày 7 tháng 9 để đôn đốc nhà thầu thi công. Nhà thầu cam kết cố gắng tập trung nhân lực vật lực thi công và hoàn thành sân vận động Tâm Kỳ sớm, bàn giao trong tháng 11 để câu lạc bộ Quảng Nam được trở về sân nhà thi đấu.